Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách sử dụng cái hàm gọi là tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện trong phạm vi là hàm sum if. Thì ở đây thì như cái ví dụ trước là chúng ta sẽ sử dụng hàm tau if để chúng ta đếm cái số lượng hộ có cùng một họ. Ở đây thì chúng ta sử dụng hàm tau if rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if. Ví dụ ở đây nó sẽ có các giá trị, đúng không ạ? Từ 1 các hộ nó sẽ có từ 1 đến 3 các họ là sẽ có từ 1 đến 3 hộ, đúng không ạ? 1, 2, 3, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện trong phạm vi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if này bằng này, sum if này. Thì ở đây cái đầu tiên của chúng ta là sẽ đưa cái phạm vi này chúng ta tính vào. Đây, cái đây là cái phạm vi, đúng không ạ? Chúng ta tính vào, chúng ta quét, đưa phạm vi này. Đấy. Sau đấy là chúng ta sẽ tính tổng của những cái hộ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tính tổng của những hộ mà chỉ có hai hộ trong họ. Ví dụ như là họ Thái có hai hộ, họ Lê có hai hộ, họ Hà có hai hộ, đúng không? Thế thì chúng ta, đây là trường hợp chúng ta đang làm với cái dữ liệu nó rất là ít thế này, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp chúng ta làm dữ liệu nhiều thì sẽ thấy cái ý nghĩa của nó, đúng không ạ? Thế ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái đối chiếu, đúng không ạ? Cái đối chiếu là chúng ta sẽ lấy cái đây, cái hai họ này, đúng không ạ? Những hộ có hai họ, những họ có hai hộ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn đây. Sau này là chúng ta tính tổng, đúng không ạ? Thì các phạm vi chúng ta tính tổng thì chúng ta cũng chọn phạm vi này, đúng không ạ? Đây phạm vi chúng ta tính tổng nó sẽ ra, thì nó sẽ cộng lại cộng tất cả những cái ông, những cái họ mà nó có hai hộ này, họ mà có hai tên này, đúng không ạ? Thì nó sẽ cộng lại, thì ở đây nó sẽ ra là 6, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ nhìn ở đây, tại vì tôi muốn là đưa cái dữ liệu mà nó ít cái số liệu này vào thì chúng ta sẽ dễ kiểm tra hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây nó có ba hộ này, đúng không ạ? Ba hộ này là có hai, ba họ này là có hai hộ trong một họ, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thế tổng của ba cái họ này, đúng không ạ? Họ Thái, họ Lê, họ Hà này là sẽ có 6 hộ, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xem là những tổng của những cái họ mà có ba hộ thì nó sẽ là bao nhiêu, đúng không ạ? Nó có ra cái giá trị này không? Tôi ví dụ tôi chọn một cái màu khác đi, đúng không ạ? Tổng của ba cái họ này thì chúng ta vẫn sum if, đúng không ạ? Đấy, chúng ta quét cái trường cái phạm vi này, đúng không ạ? Sau chúng ta sẽ quét vào cái ô này số 3 này, đúng không ạ? Sau này chúng ta sẽ tính tổng, đúng không ạ? Chúng ta vẫn quét cái này, chúng ta muốn tính đến đâu thì chúng ta quét đến đấy, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ ra đây con số nó là 9, đúng không ạ? Tức là nó sẽ chỉ tính cái điều kiện, đúng không ạ? Tức là ông phải là ông phải có ba họ của ông phải có ba hộ thì tôi mới cộng vào đây. Đấy, thì nó sẽ cộng ba cái hộ này là thành có 9, ba họ này là có 9 hộ. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if, thì chúng ta sẽ vận dụng trong từng những cái trường hợp cụ thể. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và kính chúc các anh chị thành công.